Xin kính chào quý vị. Ngày hôm nay, mình sẽ mang đến cho các bạn một câu chuyện mới. Hy vọng rằng câu chuyện này sẽ giúp chúng ta có thêm những trải nghiệm mới trong cuộc sống và nhiều niềm vui nhé. Trong năm thứ năm của cuộc hôn nhân, Từ Hành đăng bức ảnh chụp chung với cô thư ký lên mạng xã hội. Trong bức ảnh, người phụ nữ đang bế một đứa bé sơ sinh, còn ánh mắt của Từ Hành lại dịu dàng, đắm đuối như một cặp vợ chồng hạnh phúc tôi đã đi hỏi anh ấy nhưng anh chỉ tỏ ra vô cùng khó chịu thi uyển chúng ta đã thỏa thuận ai làm việc người nấy rồi mà anh và người khác có con tôi tuyệt đối không nói thêm một lời tôi nhẹ nhàng vuốt bụng đang nhô lên rồi đặt tờ ly hôn lên đầu giường tự hành đây là do chính anh nói đấy chính thực tập sinh của công ty Chu Mộc Tức đã nhắn tin cho tôi để đến quán bar đón Từ Hành đang say sỉnh. Khi tôi đến nơi, Từ Hành đang nằm trong lòng Lâm Hiểu Yên, người phụ nữ này hoàn toàn khác với tôi, người luôn mặc đồ vest và để tóc ngắn. Cô ta thích mặc đồ bó sát, để tóc uốn sóng, eo thon gọn, vóc dáng cân đối. Dù đang say, Từ Hành vẫn không quên vòng tay ôm lấy eo của Lâm Hiểu Yên khiến cô ta có vẻ khó xử. Chị Quyển Quyển, em và Tổng Giám Đốc Từ không cố ý như vậy đâu, chị cũng thấy rồi. Ánh mắt cô ta rõ ràng đổ dồn vào tay của Từ Hành. Tay cô ta đỏ lên nhưng gương mặt lại trông vô cùng đáng thương. Tổng giám đốc từ lần nào cũng như vậy, mỗi lần đi xã giao đều nhất định phải dẫn em theo, rồi lại luôn cố sức chặn rượu thay em, cùng lần nào bà không uống say bèm. Chỉ nói xem, em chỉ là thư ký, tổng giám đốc từ đối xử với em tốt như vậy để làm gì chứ? Cô ta đã khiêu khích công khai trước mặt tôi, nhưng tôi vẫn ngây thơ tin rằng từ hành sẽ không phản bội mình. Mấy lời này, cô có thể đợi từ hành tỉnh dậy rồi nói lại lần nữa tôi bước tới chỉ khẽ chạm vào mà từ hành đã đổ người lên vai tôi cô thích chăm sóc người khác vậy đáng lẽ cô không nên đến phỏng vấn ở công ty chúng tôi mà nên đi phỏng vấn ở công ty bảo mẫu bên cạnh tôi lạnh lùng liếc mắt nhìn người phụ nữ đang đỏ hoe mắt tôi đỡ từ hành đứng dậy định đưa anh ra ngoài bỗng nhiên từ hành mở mắt đôi mắt anh có màu nâu nhạt trong sâu thẳm của đồng tử phản chiếu hình ảnh gương mặt vô cảm của tôi có thứ gì đó trong lòng tôi từ từ nức dở tôi khẽ nói a à hành về nhà thôi nhưng ngay giây tiếp theo không hiểu từ đâu anh bỗng có sức mạnh đẩy mạnh tôi ngã xuống đất Tráng tôi va vào cạnh bàn trong khoang ghế lập tức cảm thấy choáng váng và đau đớn từ uyển con mẹ nó không biết điều vừa thôi bóng dáng của từ hành lắc lư trước mặt tôi, loạn chọn đi về phía Lâm Hiểu Yên, lại ôm lấy eo cô ta rồi tựa đầu nhẹ nhàng lên vai cô ta. Từ hôm nay, chúng ta chơi riêng mỗi người. Tôi xin cô đừng lãng giảng cái gương mặt nhàm chán của cô trước mắt tôi nữa. Tôi thấy cô giống bảo mẫu hơn. Tổng giám đốc Lâm, phiền cô tiễn cô ta giúp tôi. Lâm Hiểu Yên rõ ràng sững sờ, nhưng ngay sau đó, cô ta nở nụ cười ngọt ngào, "Tổng giám đốc Từ, anh yên tâm ngủ đi, còn tôi cũng vì hành động của Từ Hành mà đứng sững tại chỗ. Nếu không phải Chu Mục Tức nhanh chóng bước đến đỡ tôi dậy, tôi nghĩ mình sẽ chỉ ngồi thẫn thờ trên sàn, nhìn Lâm Hiểu Yên dễ dàng đưa chồng tôi rời đi. Trước khi đi, Lâm Hiểu Yên quay lại nhìn tôi với nụ cười bất lực." Chị Uyển Nguyễn, để em đưa tổng giám đốc từ về nhà nha. Dù sao, anh ấy cũng lệ thuộc vào em mà. Cô ta nhấn mạnh hai từ lệ thuộc. Từ bao giờ mà từ hành không còn muốn ở bên tôi nữa. Mỗi khi tôi nói chuyện với anh, anh chỉ qua lo liếc mắt nhìn tôi một cái, thậm chí không buồn cho tôi thêm một ánh nhìn dư thừa. Và giờ, trước mặt người ngoài, anh còn khiến tôi không thể giữ nổi thể diện cho tôi. Tôi gắn kiềm nén sự đau đớn trong lòng, không ngăn cản họ, chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng hai người dần rời xa. Rõ ràng khi chúng tôi mới yêu nhau, từ hành từng nói với tôi rất nhiều điều cơ mà. Khi tôi tỉnh lại, đồng hồ đã chỉ 12 giờ đêm. Lâm Hiểu Yên đúng là một trường hợp đặc biệt của từ hành. Ngoài tôi, người vợ đã đăng ký kết hôn, chưa có người phụ nữ nào khác có thể ở bên từ hành lâu hơn một năm. Vậy mà anh còn cho phép cô ta sinh con, đủ thấy từ hành thích kiểu người như cô ta đến mức nào. Tôi để lại một bình luận, chúc mừng trên bài đăng của từ hành trên mạng xã hội. Sau đó, tôi trả điện thoại cho người đàn ông luôn nhìn chầm chầm vào tôi. Chu mộc tức có đôi mắt đào hoa đa tình, đôi mắt cong lên, khiến ánh mắt anh ta trông như một chú chó trung thành. Tự hành đã chặn cô rồi. Có vẻ như anh ta không muốn để cô biết anh ta không đón lấy chiếc điện thoại tôi đưa mà ngồi dậy dựa vào đầu giường. Chiếc chăn trắng trượt khỏi thân trên của anh ta để lộ vòng eo săn chắc và dùng cơ thể khiến người khác phải đỏ mặt. Tôi không kìm được mà nhìn thêm vài giây, cảm giác dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể, khóe môi tôi cong lên. Trên đời không có bức tường nào mà gió không lọt qua. Từ hành có muốn giấu cũng sẽ không chọn cách đăng ảnh ôm thư ký lên mạng xã hội. Còn chưa chặn cậu, thực tập sinh này trong giới của chúng tôi hôn nhân chỉ là bộ mặt xã giao bên ngoài rất bình thường thôi chuyện ai cũng biết trong giới nhưng bên ngoài thậm chí không ai biết tôi và tự hành là vợ chồng Tôi đành phải lên mạng tìm kiếm nhân sự. May mắn thay, một giám đốc công ty đã để mắt tới thiết kế của tôi và chi một khoản lớn để mua nó. Nhờ đó, chúng tôi mới vá phiếu được các lỗ hổng tài chính. Khoản vốn đầu tiên đã quay về. Từ hành ngay lập tức bật rượu xăm banh đắt tiền, ôm lấy tôi mà nói không ngừng. Quyển quyển, trời cao quả nhiên không chọn nhầm người sau đó các đơn hàng liên tiếp đổ vào công ty cuộc sống của tôi và từ hành càng ngày càng tốt đẹp hơn tuy nhiên theo thời gian tình cảm của chúng tôi dần dần thay đổi anh ta bắt đầu chê bai tôi không có chính kiến cho rằng tôi quá quan tâm tới anh anh ta hỏi tại sao tôi không biết làm đẹp tại sao không để tóc dài tại sao lại khiến anh ta một tổng giám đốc cảm thấy mất mặt anh ta còn nói rằng nhẫn cưới bị mất rồi anh ta bắt đầu che giấu mối quan hệ giữa tôi và anh ta nói với người ngoài rằng tôi chỉ là cổ đông góp vốn của công ty Lâm Hiểu Yên không phải là người phụ nữ đầu tiên từ hành có mối quan hệ bên ngoài. Ban đầu, tôi đã phát hiện vài lần, nhưng vì tin tưởng anh ta, tôi tự lừa dối mình rằng từ hành yêu tôi nhiều như vậy, làm sao có thể phản bội tôi. Sau đó, tôi trở nên dẫn dưng, vô cảm, cho đến khi từ hành đề nghị việc ai nấy lo. Tôi nhờ chu một tức gửi cho tôi ảnh chụp từ dòng bạn bè. Sau đó, tôi chuyển tiếp chúng cho từ hành. Đúng như dự đoán, anh ta lập tức trả lời. Thích Uyển, chúng ta đã nói rõ, ai lo việc nấy rồi mà. Em không thể có chút việc của riêng mình sao? Đừng lúc nào cũng quay quanh anh nữa. Nếu em có con với người khác, anh tuyệt đối sẽ không nói một câu nào. ô câu này thú vị thật tôi lặng lẽ chụp lại màn hình cuộc trò chuyện để đề phòng anh thay đổi ý kiến tôi thuê luật sư soạn một bản thỏa thuận ly hôn công ty quảng cáo thiết kế mà chúng tôi đang sở hữu là tài sản chung của tôi và tự hành khoản vốn khởi đầu là do tôi bỏ ra để tiết kiệm nhân lực những năm đầu người ra ngoài đàm phán công việc chủ yếu là tôi người phải văn sinh các nhãn hàng hợp tác cũng là tôi hơn nữa tự hành luôn cố ý che giấu mối quan hệ giữa tôi và anh ta so với tự hành các đối tác quảng cáo rõ ràng tin tưởng tôi hơn chỉ là những năm gần đây Tôi tập trung vào việc mở rộng kinh doanh quốc tế, ít quan tâm đến công ty trong nước. Điều này mới tạo cơ hội cho Lâm Hiểu Yên chen chân vào. Việc phân chia tài sản trong 5 năm thật phiền phức, nhưng tôi thật sự không muốn tiếp tục lãng phí thời gian với tự hành nữa. Giờ đây, tôi không còn là người không thể thiếu anh ta nữa. Điện thoại rung lên. Tôi nhìn xuống, đó là lời mời tham dự lễ bốc thăm khai mạc của ban tổ chức Dota ở nước M mà tôi đã đầu tư vài ngày trước. Có lẽ để bù đắp cho những tiếc nuối của mình, trong hai năm qua, tôi đã lần lượt đầu tư vào một số đội tuyển trong nước có tiềm năng và họ đã không phụ lòng tôi giành được nhiều giải vô địch lớn. Chỉ là tôi không ngờ lại gặp từ hành ở nước mờ. Bên cạnh anh ta là Lâm Hiểu Yên, người không lâu trước đây tôi đã gặp trong dòng bạn bè. Một vài người hỏi về mối quan hệ giữa anh ta và Lâm Hiểu Yên. Cô ta cúi đầu cười bẽn lẽn. Từ hành để mặc cô ta khoát tay mình, không trả lời, dùng hành động để mọi người đoán. Cả hai người thân mật, không cần nói cũng rõ mối quan hệ phải thừa nhận, Từ Hành vẫn rất cưng chiều cô ta, thậm chí còn đưa cô ta đi khắp nơi, rõ ràng anh ta đã cố tình bỏ qua thỏa thuận ly hôn mà tôi đã gửi. Khi nhìn thấy tôi, trong mắt Từ Hành lộ vẻ khó chịu. Em theo tôi đến tận đây cơ à? Thi Uyển, em thật sự không có việc gì để làm sao? Em có hiểu không hả? thấy tôi, người phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương cười chào đón và bắt tay tôi. Tôi trò chuyện với anh ấy bằng tiếng Anh lưu lót và đùa giỡn với những câu mà chỉ chúng tôi hiểu. Tôi không thể không cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng từ phía bên cạnh. Tôi từng bị tự hành chế diễu rất nhiều lần vì tiếng Anh của mình có giọng địa phương. Anh ta khuyên tôi từ bỏ, giống như việc tôi không thể chơi game giỏi, không phải cứ muốn học là có thể thành công. Nhưng tôi không tin điều đó, tôi đã luyện tập ngày đêm đến mức tự hành nghe thấy tôi nói tiếng Anh trước mặt anh ta là bực bội, tránh tôi mà vào phòng làm việc ngủ, sau khi cụng ly, người phụ trách với mái tóc vàng vươn tay khoác vai tôi, muốn dẫn tôi đi tiếp tục gặp gỡ những người khác, tôi mỉm cười, vui vẻ cùng anh ấy cụng thêm ly một lần nữa. Chúng tôi đứng gần nhau, Bỗng nhiên, sức nặng trên vai biến mất. Tôi quay sang nhìn, không biết từ khi nào, tự hành đã đứng trước mặt tôi. Trong ánh mắt ngạc nhiên của người phụ trách, anh ta mạnh mẽ gạt tay đối phương ra. Ánh mắt anh ta lộ rõ sự tức giận. Ai cho phép anh chạm vào cô ấy? Giọng anh ta không hay kho gì, cũng không nhỏ. Mọi người xung quanh đều quay lại nhìn chúng tôi. Người phụ trách tóc vàng nghe người, rõ ràng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Từ hành hít thở dồn dập, anh ta nghiến răng nhìn chầm chầm vào mắt tôi mà nói, Thi Uyển, em để hắn ta chạm vào như vậy sao? Em không biết liêm sĩ à? Vì công việc mà em không cần mặt mũi nữa sao? Lúc tình cảm của tôi và từ hành còn tốt đẹp, mỗi lần xả giao, anh ta đều bảo vệ tôi sau lưng. Nhưng sau này, khi anh ta chán, mọi việc chỉ còn lại một mình tôi trong thương trường, phụ nữ vốn đã chịu thiệt thòi, nhưng nhan sắc đôi khi cũng là một loại vũ khí, chẳng phải Lâm Hiểu Yên cũng đã lợi dụng ngoại hình của mình để chiếm được tình yêu của Từ Hành sao? Về điều này, Từ Hành là người không có tư cách nhất để dạy đời tôi. Tôi không biểu lộ cảm xúc, thản nhiên gạt tay Từ Hành ra, "Đừng trẻ con như vậy. Anh yêu à?" Sắc mặt Từ Hành ngay lập tức đen như than. Tôi cạn ly rượu vang trong tay, bày tỏ lời xin lỗi đến người phụ trách may mắn thay anh ta không hiểu tiếng trung nên những lời vô lễ của từ hành không lọt vào tai đối phương từ hành tính tình kiêu ngạo tôi đã nhận ra điều này từ khi anh ta chơi game anh ta chỉ chấp nhận đồng đội phối hợp với mình chứ không bao giờ chủ động phối hợp với người khác vì anh ta quá tự tin vào bản thân còn tôi vì yêu anh ta nên mới chọn cách liên tục an ủi đây không phải lỗi của anh Ai ngờ khi nói đến hợp tác, Từ Hành cũng chẳng kiềm chế chút nào, trong những cuộc đàm phán kinh doanh, anh ta vẫn giữ thái độ ngạo mạn, hành động bốc đồng, mỗi lần như vậy đều là tôi phải đứng ra dọn dẹp hậu quả. Đến cuối cùng, anh ta dứt khoát tìm cách đùng đẩy, để tôi một mình lo liệu mọi chuyện. Những người nể mặt tự hành không phải vì tài năng của anh ta, mà đơn thuần là vì sức ảnh hưởng mà công ty chúng tôi có thể mang lại. Sớm muộn gì, anh ta cũng sẽ hiểu rằng thương trường không phải là nơi anh ta có thể làm gì tùy ý. Tôi bước vào giữa đám đông, ngay lập tức bị vây quanh. Cũng chính lúc này, tôi cố ý lộ ra một chút thông tin về việc công ty chúng tôi có ý định mở rộng kinh doanh tại đây. Ánh mắt tôi liếc qua, dường như bắt gặp bóng dáng quen thuộc nào đó, nhưng khi nhìn kỹ lại, người đó đã biến mất. Tôi khẽ nhíu mày nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều. Chẳng bao lâu sau, tôi cùng mọi người vào ngồi hàng ghế đầu, đang cười nói với nhà quảng cáo bên trái, tay phải bỗng nghe thấy giọng nói không đúng lúc của Từ Hành. Không ngờ, ngành thể thao điện tử lại phát triển đến mức này. Anh ta có vẻ rất cảm thán đám trẻ con bây giờ chơi game chẳng ra gì, không như mấy năm trước, cao thủ khắp nơi. Nếu khi đó anh không để em kéo anh đi khởi nghiệp thì bọn họ bây giờ không phải đối thủ của anh. Từ hành, tôi ngắt lời sự tự mãn của anh ta, chỉ thấy bộ dạng này của anh thật nực cười. Anh thật sự nghĩ rằng có chút tài năng thì không cần sợ gì nữa sao. Anh ta nhìn tôi, tôi mỉm cười, người có tài năng đầy rẫy hết lớp này đến lớp khác xuất hiện nhưng họ đều biết rằng chỉ tài năng là không đủ mà đó mới chỉ là bước đệm để họ cố gắng hơn không ai sẽ đứng yên đợi anh câu này không chỉ nói cho tự hành mà cũng là nhắc nhở chính bản thân tôi với cái tính cách này của anh dù là trước kia hay bây giờ anh cũng không bao giờ có thể thắng trong các trận đấu đừng cố tô vẽ cho bản thân nữa đúng lúc này nhạc mở màn của buổi lễ vang lên tôi không muốn nói thêm giới từ hành quay đầu nghiêm túc nhìn các thành viên đội tuyển đang lần lượt bước vào vị trí trên khuôn mặt trẻ trung của họ tràn đầy sự say mê đối với ước mơ tiếp theo là phần bốc thăm chia bảng các đội trưởng lần lượt lên sân khấu chọn một chiếc quạt xếp trên đó có ghi tên đội mà họ sẽ đối đầu. 18 đội tuyển lần lượt hoàn thành phần bốc thăm. Người dẫn chương trình với đầy nhiệt huyết như thường lệ bắt đầu đọc tên từng nhà tài trợ. Với giới doanh nhân, những dịp như thế này không chỉ là nơi để đam mê bay bổng mà còn là cơ hội để giao lưu danh lợi và mở rộng mối quan hệ. Tại đây, tôi có thể nhân cơ hội kết nối với nhiều người có lợi cho mình. Cho đến khi người dẫn chương trình đọc đến một cái tên, Du Mục Tức, Tổng Giám đốc Du đúng là rộng rãi, tài trợ cho giải đấu 10 tỷ. 10 tỷ? Đây không phải con số nhỏ. Con số khổng lồ này khiến tất cả mọi người trong khán phòng không ngừng xôn xao. Từ hành thì chẳng có phản ứng gì, nhìn vẻ mặt của anh ta có lẽ còn nghĩ rằng Du Tổng quá ngu ngốc, dám bỏ 10 tỷ đầu tư vào ngành công nghiệp game. Chỉ có tôi khi nghe thấy cái tên này khẽ nheo mắt lại, Chương trình mới đi được một nửa, Lâm Hiểu Yên ngồi bên cạnh Từ Hành đã rời đi với lý do đau bụng. Lâm Hiểu Yên rời khỏi chỗ ngồi, tạo cơ hội cho Từ Hành hành động. Anh ta ngay lập tức nắm lấy cổ tay tôi. Giữa ghế của chúng tôi có tay vịn trắng, người ngoài không nhìn thấy hành động của Từ Hành. Anh ta hạ giọng nói, cô tưởng rằng chiêu lạc mềm buộc chặt sẽ khiến tôi chú ý đến cô sao? Cô đầu tư vào ngành công nghiệp trò chơi, chẳng phải vì tôi từng chơi thứ này sao? Cô thích tôi đứng dậy à? Thi Nguyễn. Tôi im lặng, tôi cố gắng kiềm chế cảm giác, muốn tác cho người trước mặt một cái thật mạnh, từ từ rút tay ra, đặt lại lên đầu gối. Nhiều năm trao dồi cách ứng xử đã giúp tôi không nổi cơn ngay tại chỗ. Tôi gật đầu chào người bên trái rồi đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Không ngờ, từ Hành ngay lập tức theo sau, bám theo tôi đến tận cửa nhà vệ sinh ở tầng 3. Mọi người đều đang ở trong hội trường, tầng 3 lại chưa mở cửa hoàn toàn, không gian xung quanh vô cùng tĩnh lặng. Từ Hành càng táo bạo, "Thời Uyển, cô thật sự không có cá tính. Vì tôi thích trò chơi, cô đi đầu tư vào ngành công nghiệp trò chơi mà cô hoàn toàn không hiểu. Cô nghĩ tôi sẽ cảm động sao?" Tôi siết chặt nắm tay. "Từ Hành, anh có thể tự luyến thêm một chút nữa không?" Anh nghĩ giữa chúng ta còn tình cảm sao? Dường như chúng tôi lại sắp cãi nhau như bao lần trước. Cuối cùng, khi thấy sắc mặt Từ Hành trở nên khó coi, tôi cố gắng điều hòa lại cảm xúc, nói tiếp, "Tôi nghĩ anh vẫn chưa xem qua bản thỏa thuận ly hôn mà tôi đã gửi. Vốn khởi nghiệp là của tôi, nhưng xét về công sức anh đã bỏ ra, tôi có thể chia cho anh một phần cổ phần và tặng kèm một bất động sản." Thấy Từ Hành im lặng nhìn tôi, tôi bình tĩnh đối diện với ánh mắt của anh ta. Cứ kéo dài thế này, chẳng có ý nghĩa gì. Chúng ta ly hôn đi, Từ Hành. Tôi tưởng Từ Hành sẽ vui vẻ đồng ý. Dù sao ly hôn với tôi cũng là điều anh ta mong mỏi từ lâu. Nhưng không ngờ, khuôn mặt anh ta bỗng nhiên bùng lên giận dữ. Anh ta bóp chặt cầm tôi, đẩy tôi dựa vào tường đá cẩm thạch của bồn rửa tay, hơi thở gần trong gan tức. Thời Nguyễn, Cô dám, cô dám đề nghị ly hôn với tôi? Cầm tôi bị anh ta bóp chặt đau đớn, tôi nhíu mày, trong lòng cũng bùng lên cơn giận, nhưng tôi vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt tức tối của anh ta, Từ Hành, chẳng phải anh đã nói rồi sao, mỗi người chơi một đường, bây giờ chúng ta đều có người mình thích, hà tất phải miễn cưỡng tiếp tục. Nghe xong, lực tay của Từ Hành giảm đi, trong anh ta có chút ngẩn ngơ. Cô có người mình thích rồi? Ai? Tôi nhân cơ hội đó, thoát khỏi sự kìm kẹp của anh ta, giữ khoảng cách để tránh anh ta tiếp tục phát điên. Tôi chỉnh lại cổ áo bị anh ta làm rối, nhẹ nhàng đáp. Chuyện này không liên quan đến anh, từ tổng. Không được. Từ hành đột nhiên hét lên, âm thanh chói tai vang lên, làm tôi khó chịu đến mức màn tay cứ giật lên từng đợt. Tôi liền lấy điện thoại ra, giao đoạn tin nhắn đã chụp màn hình từ lần trước đến trước mặt từ hành. Từ tổng, có cần tôi giúp anh nhớ lại lời mình đã nói không? Trên màn hình điện thoại hiện rõ ràng. Thời quyển, nói rồi, mỗi người chơi một đường. Cô không thể có chút việc của mình sao, đừng cứ mãi xây quanh tôi. Nếu cô có con với người khác, tôi tuyệt đối sẽ không nói một câu. Không ngờ, từ hành sững sờ, ánh mắt anh ta ngay lập tức lộ ra vẻ chột dạ. Nhưng câu cuối cùng anh nói, tôi rất hài lòng. Không hiểu sao, khi nhìn thấy biểu cảm này của Từ Hành, tâm trạng tôi bỗng trở nên vô cùng thoải mái. Tôi nghĩ, có lẽ tôi chưa bao giờ quên được những tổn thương mà Từ Hành đã gây ra cho tôi. Tôi thừa nhận, tôi hận anh ta. Trước mặt Từ Hành, tôi nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, tạo dáng vẻ của một người mẹ tự ái, khóe miệng tôi nở một nụ cười bất lực. Bạn trai tôi hay ghen, ly hôn với anh cũng là để khiến anh ấy yên tâm tôi tin rằng anh cũng có cùng cảm giác đó đối với lâm hiểu yên phải không đàn ông đều như vậy cho phép bản thân lăng nhăng nhưng lại không thể chịu nổi khi đối phương cũng làm điều tương tự em có thai à sắc mặt của từ hành rõ ràng đã tức đến cực điểm nhìn tôi một lúc lâu mới thốt ra được câu như vậy đúng lúc tôi nghĩ anh ta sẽ tiếp tục phát điên thì lại nghe anh ta nói một câu ly thì ly rồi quay người bỏ đi Cuối cùng, tôi thở vào nhẹ nhấm. Mặt bị từ hành bóp mạnh, phấn nền trôi mất không ít. Tôi vội vàng lấy phấn ra dặm lại. Thông qua hình ảnh phản chiếu trong gương, tôi lại một lần nữa thấy bóng dáng cao lớn ấy. Chỉ có điều, người này tự nghĩ, tôi không nhìn thấy, nép sau cột kính, cẩn thận thò đầu ra nhìn tôi. Châu mụ tức, tôi gọi tên anh ta, bóng người kia rõ ràng khựng lại một chút. Tôi liền khẽ đổi giọng, hay là tôi nên gọi anh là Tiểu Dư Tổng? Nói đến đây, Châu Mộ Tức cũng không cần phải trốn tránh nữa, cúi đầu bước ra. Đôi vai rộng và hông thon, bụi phép đen được may đo vừa vặn, tôn lên dáng vẻ cao ráo của anh ta. Ngũ quan vẫn thanh tú như thường, chỉ là giờ đây mang thêm chút khí chất của người làm ăn trên thương trường. Khác hẳn với vẻ thực tập sinh bình thường, tôi thấy hàng ngày. Anh ta bước lên, đầu ngón tay thon dài, khẽ chạm vào gò má tôi trong gương. Đau không? Đau, người phụ nữ trong gương biểu môi đối diện với đôi mắt hoa đào quyến rũ kia, biết tôi đau, sao anh không ra cứu tôi? Đôi mắt Châu Mộ Tước thoáng qua một tia u buồn, sợ tôi giận. Tôi giữ nguyên tư thế ấy, nắm lấy bàn tay anh ta, áp lên má mình, lòng bàn tay anh ta lạnh lẽo, tương phản rõ rệt với độ nóng hờn hực của tôi tôi thấy anh ta rủ mi gật đầu như thể người đau là anh ta vậy trước kia tôi thực sự không muốn để tự hành biết mối quan hệ giữa tôi và châu mộ tức tôi cũng không có ý định nghiêm túc gì cả chỉ đơn giản là vì tự hành có thể tìm phụ nữ thì tại sao tôi thi sở không thể tìm đàn ông Chúng tôi chỉ phá vỡ một lớp ngăn cách mỏng manh, nhưng tôi vốn không định phát triển mối quan hệ này lâu dài. Ai ngờ, châu mộ thức lại đeo bám tôi không dứt, lại còn biết điều, ngoan ngoãn. Trước mặt tự hành, anh ta luôn giữ đúng mực, chỉ giao tiếp bình thường với tôi. Điều đó khiến tôi ngày càng lún sâu, đến khi thành thói quen thì lại thấy khó mà dứt bỏ. Vài lần tôi đã muốn chấm dứt với anh ta, nhưng lần nào cũng tỉnh dậy với cơ thể mệt mỏi đau nhất nằm trên giường lâu dần tôi cũng bỏ cuộc suy cho cùng ai mà không muốn sau một ngày mệt mỏi có người massage thái dương giúp mình tẩy trang rồi dọn ra một bàn cơm nóng hổi chứ nhưng đó là điều mà châu mụ tức với thân phận tình nhân nên làm chứ không phải là tiểu dư tổng châu mụ tức ánh mắt tôi thay đổi nhưng vẫn dịu dàng nắm lấy tay người trước mặt tiểu dư tổng tiếp cận một phụ nữ đã có chồng như tôi có mục đích gì đây nếu châu mộ tức không cho tôi một lý do thỏa đáng tôi nghĩ tôi đã sẵn sàng để chấm dứt với anh ta anh ta dường như cũng cảm nhận được điều đó vội vàng đưa tay ôm chầm lấy tôi sự rung động nơi lồng ngực truyền vào sâu trong tay tôi mũi ngửi thấy mùi xà phòng thoang thoảng và tôi nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh ta thi sở ly hôn với anh ta đi tôi muốn cho em một mái nhà anh ta trả lại nguyên vẹn câu nói bà tôi đã từng nói với anh ta người khác tỏ tình đều nói anh yêu em anh thích em chúng ta kết hôn đi còn châu mụ tức lại đặc biệt chỉ đơn giản một câu ly hôn đi khiến tôi nhất thời á khẩu không nói được gì anh ta nhìn tôi với đôi mắt cháy bỏng ngập tràn tình cảm mãnh liệt bất ngờ bàn tay anh ta áp lên bụng phẳng của tôi Đứa trẻ cũng nói rằng nó không thể không có ba. Mang thai chỉ là cái cớ tôi dùng để lừa tự hành, đồng ý ly hôn. Khi biết sự thật, Châu Mũ Tức trông khá thất vọng, nhưng rất nhanh sau đó, anh ta không còn tâm trí nghĩ đến những chuyện viễn vông này nữa. Bởi tôi tỏ ra vô cùng tức giận vì anh ta đã giấu giếm thân phận. Điều khiến tôi tức không phải vì anh ta lừa tôi, mà là vì nghĩ rằng nếu biết sớm người đàn ông bên cạnh mình chính là vị Tổng Giám Đốc Châu Tổng, hội trưởng trâu thì tôi đã không phải đi dòng do nhờ phả đủ người nhưng vẫn không gặp được anh ta nếu biết sớm tôi có thể bớt đi bao nhiêu khúc quanh tiết kiệm được bao nhiêu thời gian chứ đối với một người làm ăn như tôi thời gian chính là thứ đắt đỏ nhất Tôi quyết định đầu tư vào giải đấu này là hoàn toàn bất ngờ. Vì vậy, danh sách ban đầu trong tay Châu Mộ Tức không có tên tôi. Anh ta không biết rằng tôi sẽ đến nước mờ. Nếu không, với suy nghĩ của anh ta, chắc hẳn chiếc áo khoác này có thể che giấu thêm một thời gian nữa. Khi tôi cùng Châu Mộ Tức trở lại hội trường, Từ Hành và Lâm Hiểu Yên đã không còn ở đó. Ban tổ chức nói rằng Từ Hành báo có việc gấp ở trong nước đưa vợ về nước trước là người vợ hợp pháp của từ hành tôi chỉ mỉm cười không nói gì sáng sớm hôm sau tôi nhận được cuộc gọi từ từ hành tại khách sạn khác với những lần trước đầu dây bên kia không có tiếng ồn ào nào cả có vẻ như lúc này bên kia yên tĩnh đến lạ thường giờ ở trong nước là buổi tối có lẽ từ hành vừa xuống máy bay không lâu đã gọi ngay cho tôi hơi thở của anh nghe có chút nặng nề em thực sự định tặng anh bất động sản trị giá 60 triệu sao? Ồ, tôi đoán ra lý do khiến tự hành vội vã về nước là gì rồi. Xem như là bù đắp cho anh vì năm đó đã từ bỏ thứ anh yêu thích nhất là game. Thực ra, ban đầu tôi định tặng anh ta một căn biệt thự, nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi không đành lòng. Thế là đổi thành hai căn hộ chung cư ở trung tâm thành phố. Chỉ cần anh ta đồng ý ly hôn có thể tiết kiệm chút nào hay chút đó. Còn điều khoản nào anh chưa hài lòng, cứ nói với tôi chúng ta có thể thương lượng. Thi sở, em nghiêm túc sao? Qua điện thoại, tôi có thể cảm nhận được sự thù hận trong giọng nói của đối phương. Nếu không nghiêm túc, tôi có thể cho không anh 60 triệu sao? 60 triệu, tôi phải uống bao nhiêu ly rượu, tốn bao nhiêu lời nói mới kiếm được chừng nấy. Thôi thì, không hy sinh con cái sao bắt được sói, không vứt tiền đi sao thoát khỏi từ hành. Nhưng đột nhiên, Từ Hành bật cười, một tiếng cười chế giễu, nghiến răng nghiến lợi vọng qua ống nghe, chui vào tai tôi, "Không biết thằng nhóc bồ của em có xứng để em bỏ ra 60 triệu không nhỉ? Đừng nói những kim cương nó có mua nổi một cái túi hay đôi giày trong tủ của em không? Về việc ăn mặc, từ nhỏ tôi chưa bao giờ thiếu thốn, gia đình tôi vốn có tiền, từ lúc sinh ra, những thứ tôi dùng Điều hơn hẳn bọn trẻ cùng lứa vài bậc, nếu không phải sau này vì từ hành mà tôi cãi nhau với bố mẹ thì cũng không đến mức phải trải qua vài năm thắt lưng buộc bụng. Tôi liếc mắt qua, chậm rãi nhìn đồng hồ Vacheron Constantin phiên bản giới hạn trên tủ đầu giường, không nhịn được bật cười khẽ. Hắn thực sự không cần phải mua. Châu Mộ Tức, người có thể tài trợ ngay lập tức 10 tỷ, liệu có bận tâm đến mấy cái túi hay đôi giày mấy chục triệu không? nhưng câu này khi lọt vào tai tự hành lại bị hiểu theo ý khác anh ta gần như hét lên trong sự căm phẫn thì sở tôi thấy em mù thật rồi em tìm một thằng nhóc nghèo rất mộng tơi không sợ nó chỉ nhắm vào tiền của em à em còn tưởng nó thực sự thích một người phụ nữ thiếu sự dịu dàng như em sao Cửa phòng tắm trước mặt tôi bỗng mở ra, chồng mụ tức chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo, những giọt nước từ mái tóc đen của anh ta nhỏ xuống, động lại nơi yết hầu. Anh ta thản nhiên, lấy khăn lao đầu, hình ảnh như một Mỹ Nam sau khi tắm, khiến tôi phải nuốt nước bọt. Nhìn thấy Mỹ Nam vừa lao đầu, vừa bước về phía tôi, tôi nhếch mép, cười lạnh với từ hành ở đầu dây bên kia. Tôi không mù, 5 năm, năm trước, tôi nhìn thấy rất rõ mà, làm sao lại chọn một tên nghèo kiết xác như anh? đúng lúc ấy Châu Mộ Tức nói đêm qua chưa đủ mệt à, sao không ngủ thêm chút nữa? và từ phía điện thoại Từ Hành tức giận gào lên em dám ở cùng thằng nhóc đó à? tôi thẳng nhiên ngắt máy sau đó vẫy tay với Châu Mộ Tức Tiểu Mỹ Nam lại đây để chị thơ một cái bước chân của Châu Mộ Tức cận lại sắc hồng lập tức lan đến tận vành tay nhưng anh ta vẫn ngoan ngoãn cúi người xuống, môi chạm môi, mùi hương sữa tắm dễ chịu, phản phất nơi đầu mũi. Thử hỏi, ai mà không thích một chú cúng con ngoan ngoãn chứ? Đặc biệt là một chú cúng con cực kỳ giàu có. Tôi có thể nhận ra rằng, từ hành đang cố ý trì hoãn việc ly hôn. Tôi cũng chẳng hiểu nổi người như anh ta đang nghĩ gì. Lúc trước, người che bai tôi, đòi ly hôn là anh ta tôi khóc lóc làm loạn thậm chí dọa tự tử cũng không thể thay đổi suy nghĩ của anh ta giờ thì thỏa thuận ly hôn đã nằm trong tay anh ta nhưng lại chẳng chịu ký anh ta có thể kéo dài nhưng lâm hiểu yên thì không thể chờ được đứa bé ngày càng lớn lâm hiểu yên càng trở nên sốt ruột cô ấy thậm chí chủ động đến tìm tôi cô ấy không thể cứ mãi đi theo từ hành mà không có danh phần có vẻ như cô ấy còn hiểu từ hành hơn cả tôi Cô ấy sợ rằng một ngày nào đó, Từ Hành lại thích một người phụ nữ khác và cô ấy sẽ trở thành một tôi thứ hai. Thực ra tôi không muốn bận tâm đến Lâm Hiểu Yên, nhưng việc Từ Hành không ly hôn cũng gây ra không ít phiền phức cho tôi. Thêm vào đó, dư mục tức cứ ba ngày lại nhìn tôi bằng ánh mắt cúng con tội nghiệp. Dù anh ấy không nói ra, nhưng với việc tôi ngày càng mệt mỏi, nếu tôi còn chạm hiểu nữa, thì cũng đã nhận ra anh ấy đang nóng lòng chờ đợi. Vì vậy, tôi đã gặp Lâm Hiểu Yên, trong cô ấy tiều tùy hơn trước, mái tóc xoăn bồng bềnh ngày nào cũng không còn được chăm chút. Cả người thoát lên vẻ mệt mỏi, từ hành chắc chắn sẽ không giúp cô ấy chăm sóc con. Đây cũng là lý do ban đầu tôi không đồng ý có con với anh ta. Từ hành từng thổ lộ rằng anh ta rất thích trẻ con. Nhưng lúc đó, sự nghiệp của tôi mới bắt đầu khởi sắc. Sinh con cần thời gian nghỉ ngơi và phục hồi dài. Tôi không thể bỏ dở. Lâu dần, tình cảm giữa tôi và từ hành phai nhạt đến mức chúng tôi dọn ra ngủ riêng. Nhìn thấy vẻ rạng rỡ trên gương mặt tôi làm hiểu yên không kìm được nước mắt cô ấy nói từ hành hứa với tôi sau khi sinh con anh ấy sẽ cho tôi danh phận anh ấy còn đăng cả lên trang cá nhân trước mặt tôi nữa nhưng sau này tôi mới biết bài đăng đó chỉ vài người được xem anh ấy chỉ đang lừa tôi mà thôi nhìn tình trạng của lâm hiểu yên tôi có cảm giác như cô ấy không thể sống nổi nếu rời xa từ hành nói rằng cô ấy không đáng thương thì là giả dối là phụ nữ tôi cũng có chút động lòng trắc ẩn nhưng chỉ là chút trắc ẩn mà thôi tôi không phải thánh mẫu tình cảnh hiện tại là do cô ấy tự chọn thực ra lâm hiểu yên không hề thiếu học vấn chỉ là ngành học của cô ấy không phù hợp với công ty chúng tôi Cô ấy được Từ Hành mở cửa sau đưa vào và anh ta chỉ sắp xếp cho cô ấy một vị trí thư ký ở công ty khác, với khả năng của mình, cô ấy hoàn toàn có thể leo cao hơn, chỉ là cô ấy muốn đi đường tắt. Nghĩ ngợi một chút, tôi đưa cho cô ấy một tấm danh thiếp, công việc này phù hợp với chuyên ngành của cô, nếu hứng thú, cô có thể đến phỏng vấn. Lâm Hiểu Yên ngơ ngác nhận lấy tấm danh thiếp đen trắng từ tay tôi, tôi để ý thấy cô ấy thậm chí chẳng còn sơn móng tay đỏ như trước nữa, móng tay đã trở về màu tự nhiên, cô ấy cũng không còn mặc đồ bó sát nữa. Khi chúng tôi rời khỏi nhà hàng, dư mục tức đã đến đón tôi, khi Lâm Hiểu Yên thấy anh ấy, đôi mắt cô ấy chớp chớp trông có chút lúng túng, tôi lịch sự hỏi cô ấy, cô có muốn tôi đưa về không? lâm hiểu yên cắn môi định nói gì đó nhưng dư mục tức đã nhanh chóng nhận lấy áo khoác và túi sách của tôi rồi che đầu tôi đưa tôi vào ghế phụ sau đó anh dòng qua ghế lái liếc mắt đầy ẩn ý nhìn lâm hiểu yên một cái xe của tôi không chở người lạ chiếc Hummer mơ thô kệch lao vút đi để lại tôi ngồi trong xe nhìn vào gương chiếu hậu trong bóng dáng lâm hiểu yên càng lúc càng nhỏ lại tôi cảm nhận được một câu chuyện thú vị đằng sau lười biếng liếc mắt hỏi dư mục tức người đang nghiêm túc lái xe anh và cô ấy từng xảy ra chuyện gì sao câu hỏi của tôi như mở chiếc hộp pandora dư mục tức không ngừng lẩm bẩm ngày bốc thăm đó không biết sao cô ấy phát hiện ra tôi là dư mục tức rồi bám lấy tôi nói muốn theo tôi. Tôi bảo cô ấy nhận nhầm rồi, tôi chỉ là thực tập sinh thôi. Thế mà cô ấy nhào tới, nói muốn ngủ với tôi, làm tôi sợ quá, phải gọi ngay cho thực hành. Lúc đó cô ấy mới tức tối bỏ đi. Tôi thấy cô ấy chẳng thích ai cả, chỉ thích tiền thôi. Bảo sao hôm đó, khi nghe thấy dư mục tức tài trợ 10 tỷ, Lâm Hiểu Yên lại đột ngột rời khỏi chỗ ngồi thấy tôi im lặng không nói gì, dư một tức nhân lúc đèn đỏ, đạp phanh, nghiêng người sang, hôn lên khóe môi tôi một cách nịnh nọt. Dù bị cô ấy chạm phải qua lớp quần áo, hôm đó anh vẫn phải tắm suốt một tiếng đồng hồ, quá ghê tởm. Trong ấn tượng của tôi, dư Mục tức rất ít khi nói bậy, hai lần duy nhất cũng đều là do tôi khiêu khích, khiến anh ấy phải đỏ mặt. Tôi đáp lại nụ hôn của anh ấy, chẳng thèm để ý đến ánh mắt tò mò của những người đi đường dừng lại nhìn qua cửa xe. Cho đến khi tiếng còi từ xe sau vang lên không ngớt, như mục tức mới ngẩn ngơ đạp ga. Tôi kéo phanh tay xuống giúp anh ấy, mỉm cười. Coi như đây là phần thưởng vì anh giữ mình vì em. Vài phút sau, xe rẽ vào một con hẻm dáng người, ghế ngồi bất ngờ bị ngã xuống, như mục tức khóa cửa xe, tháo dây an toàn, không kìm được mà lao tới. Môi anh nóng bỏng dán lên tôi, nuốt trọn những lời chửi thề vừa thoát ra từ miệng tôi. Quyển quyển, đây mới là phần thưởng thực sự. Cuối cùng, tự hành cũng ký vào tờ đơn ly hôn. Nguyên nhân là vì sau buổi gặp mặt với tôi hôm đó, không hiểu Lâm Hiểu Yên đã bị kích động điều gì mà mang con đến công ty làm loạn cô ấy hoàn toàn có dáng vẻ của người không còn gì để mất quyết định sẽ kéo từ hành xuống cùng mình từ hành một người luôn chú trọng thể diện đương nhiên không thể để lâm hiểu yên gây náo loạn ngay lập tức anh ta đã tát cô ấy một cái tiếng khóc của phụ nữ hòa lẫn với tiếng khóc của đứa trẻ tạo thành một mớ hỗn độn lâm hiểu yên gào khóc nếu anh không cưới tôi tôi sẽ làm loạn mỗi ngày cho đến khi anh không thể tiếp tục sống nổi nữa Lúc này, Lâm Hiểu Yên không còn bận tâm liệu cô có làm từ hành chán ghét hay không, cô chỉ cảm thấy không thể ngồi yên chờ chết. Nếu kéo dài thêm nữa, cô sẽ mất tất cả. Gia đình Lâm Hiểu Yên có một người cha nghiện cờ bạc, không đưa tiền là bị đánh, thậm chí còn nhỏ sẽ giết đứa con của cô. Giờ đây, cô chỉ còn bám díu vào từ hành như chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Từ Hành bị cô làm phiền không chịu nổi, cộng thêm việc tôi liên tục gây sức ép từ phía bên kia, nếu Từ Hành không đồng ý ly hôn, tôi sẽ đi con đường ly hôn thông qua tòa án. Anh ta đã có con ngoài giá thú, tôi hoàn toàn có cách để khiến anh ta ra đi tay trắng. Từ Hành không phải là kẻ ngốc, bị ép đến mức này, anh ta đành phải ký tên. Ngày ly hôn, nắng chói chang, Du Mộ tức đứng bên cạnh tôi suốt buổi, cầm ô che nắng cho tôi. Anh ta bỏ chiếc hâm mơ hầm hố thường ngày thay bằng một chiếc siêu xe thể thao phiên bản giới hạn cực kỳ nổi bật. Nghe nói anh đã đặt trước hai tháng. Như thể chỉ để chờ đón giây phút này, nhìn thấy cảnh tượng ấy từ hành nhíu mày. Cô tìm một thằng nhóc, không thấy mệt à. Nếu tôi nhớ không nhầm, chiếc siêu xe này không dưới 20 triệu, thì sở, cô thích nó đến thế sao? Tôi lắc đầu, không nói gì, chỉ đơn giản là không muốn đôi co với anh ta hoàn thành xong các thủ tục cuối cùng, nhìn con dấu được khắc lên tờ giấy ly hôn, tôi bỗng có cảm giác mơ hồ. Năm năm trước, từ hành quỳ một chân xuống cầu hôn tôi, tôi lén lấy sổ hộ khẩu của gia đình cùng từ hành đi đăng ký kết hôn. Ngày hôm đó, nắng cũng rất đẹp, tôi và từ hành cùng nhau dơ cao tấm giấy chứng nhận kết hôn đỏ rực, nhìn nhau cười, rồi ôm chầm lấy nhau trước cổng quỹ ban. Anh ấy ôm tôi, quay vòng vòng và hét lên. Vợ à, cuối cùng anh cũng cưới được em rồi. Rõ ràng, Từ Hành cũng đang nhớ lại khoảnh khắc đó. Anh ngỡ ngàng nhìn quyển sổ màu đỏ mà nhân viên công chứng đưa cho chúng tôi. Không hiểu sao, mắt anh bỗng đỏ hoe. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Từ Hành trong trạng thái mong manh như vậy. Anh ta lẩm bẩm, không rõ là nói cho tôi hay cho chính mình. Anh có chút hối hận rồi. Chúng ta hoàn toàn có thể bắt đầu lại mà. Từ hành trước đây, dù có thua trận đấu, cũng chỉ lặng lặng trốn vào góc hành lang mà hút thuốc. Cái tính kiêu ngạo như ăn sâu vào máu anh ta. Nhưng lúc này đây, anh ta cúi đầu, mãi không chịu nhận lấy tờ giấy ly hôn. Còn tôi, chẳng còn thời gian mà đợi anh ta, cầm quyển sổ của mình, đứng dậy rời khỏi ghế, đang chuẩn bị rời đi, từ hành bỗng ngăn tôi lại. Mắt anh ta đỏ hoe, dường như đang cố kiềm nén nước mắt. Thi sở, Tại sao chúng ta lại thành ra thế này? Anh ta như thế muốn ám chỉ rằng tôi đã ép anh ta phải ly hôn vậy. Không ít người xung quanh quay lại nhìn về phía chúng tôi, tôi thích xem kịch nhưng không có nghĩa là tôi muốn trở thành nhân vật chính trong vở kịch ấy. Tôi nheo mắt lại, nhìn về phía Chu Mộ Tức đang dựa vào tường đứng chờ không xa. Tôi chỉ hơi giật nhẹ, đã có thể thoát khỏi sự níu kéo của Từ Hành. Tôi thở dài, dù sao cũng đã ly hôn rồi, tôi cũng không ngại nói thêm vài điều với anh. Những điều này, bao năm qua mọi người đều nể mặt Từ Hành nên không ai nói thẳng với anh ta. Tôi đứng cách anh ta một chút, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh ta. Từ Hành, bao nhiêu năm nay anh chưa từng biết viết chữ tôn trọng như thế nào, dù là đối với cuộc hôn nhân này của chúng ta hay đối với những người phụ nữ bị anh chơi đùa tình cảm thậm chí là cả những đồng đội đã từng hợp tác với anh anh kiêu ngạo tự phụ luôn cho mình là đúng tôi nghĩ rằng dù có nhận được bài học anh cũng chỉ đổ lỗi cho người khác anh sẽ không bao giờ thực sự hối hận vậy nên anh không xứng đáng có được hạnh phúc anh tốt nhất nên sống một mình cả đời đi đừng làm khổ ai nữa du mộ tức cầm lấy tờ giấy ly hôn từ tay tôi cười đến mức hớn hở tôi gõ nhẹ vào đầu anh bảo anh bớt lại anh không ngại ngần nắm lấy tay tôi cào cào vào lòng bàn tay tôi anh ước gì có thể xếp hàng ngay bên phải của em để kết hôn sau khi em vừa ly hôn tôi chỉ mỉm cười bất lực vậy thì có lẽ tôi sẽ nổi tiếng ở cục dân chính mất thôi anh ấy mở cửa xe cho tôi, như mỗi lần, vẫn luôn bảo vệ đầu tôi cẩn thận khi đưa tôi ngồi vào ghế phụ. Tôi chợt nhớ đến lần đi ra ngoài làm việc với từ hành. Tôi cúi xuống xem điện thoại, không cẩn thận đụng vào khung cửa xe. Đau đớn, tôi hét lên một tiếng. Từ hành chỉ không kiên nhẫn trách móc Vào xe thôi cũng không biết, em còn làm được gì nữa không? tôi xoa trắng không nói lời nào từ khi ở bên du mộ tức anh ấy luôn chăm sóc tôi như chăm sóc một đứa trẻ nếu nói như từ hành từng bảo rằng tôi đang chiều chuộng trẻ con thì thực ra ngược lại khi ở cạnh du mộ tức tôi mới là người cần anh ấy chăm sóc từng chút một dù tôi đã nói không ít lần không cần phải làm thế đâu nhưng du mộ tức mỗi lần đều nghiêm nghị phản bác em là người anh thích nếu anh không chăm sóc em, anh còn chăm sóc ai? Với anh ấy, điều đó chỉ là chuyện đơn giản nhất. Tôi cười nhẹ, không nói thêm gì nữa. Ánh sáng lướt qua sóng mũi cao của du mụ tức. Tôi chống cầm, ngắm nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng vui vẻ đến mức bắt đầu ngân nga một khúc hát. Phần ngoại truyền, sau khi ly hôn với thi sở, cô ấy không còn đến công ty nữa nghe các cổ đông khác trong công ty nói những năm gần đây thi sở đã mở rộng kinh doanh ra thị trường nước ngoài chỉ riêng ở châu âu đã có hai chi nhánh những điều này thi sở chưa bao giờ nói với anh cũng phải thôi dù có nói anh cũng sẽ không nghe mỗi lần thi sở nói chuyện với anh anh đều chỉ ậm mừ cho qua hoặc không kiên nhẫn mà làm việc khác anh luôn cho rằng so với lúc họ mới quen nhau tính tình của thi sở đã tốt hơn nhiều trước đây mỗi khi anh ra ngoài tìm phụ nữ khác thi sở thường làm ầm lên khóc lóc không ngừng khiến anh đau đầu về sau cô ấy trở nên thờ ơ hơn anh lợi dụng việc thi sợ yêu mình và sẽ không bao giờ rời xa mình. Từ đó, càng ngày càng lớn tới, sỉ nhục cô ấy. Nhưng sau này, ngay cả khi anh đề nghị mỗi người tự do, thi sợ cũng không có biểu cảm gì quá mức, chỉ liếc nhìn anh một cái lạnh lùng. Giờ nghĩ lại, thi sợ không phải là người tính tình tốt, chỉ là vì cô ấy đã hoàn toàn thất vọng, không còn cần thiết để quan tâm nữa. Nếu không phải ngày ly hôn, bị thi sở mắng tỉnh, Từ Hành nghĩ rằng cả đời này mình cũng sẽ không thức tỉnh được. Từ Hành mắc nhiều sai sót trong công việc, trước đây luôn có thi sở đứng sau dọn dẹp hậu quả cho anh, bây giờ không có cô ấy nữa, anh chỉ biết đổ lỗi cho người khác, dẫn đến sự bất mãn mạnh mẽ từ phía cấp dưới. Từ Hành không còn cách nào khác, đành phải gọi điện cho thi sở, nhưng người bắt máy không phải là cô ấy, mà là một giọng nam trầm nghe có vẻ quen thuộc. Anh hỏi xem, anh ấy có chuyện gì? Giọng của thi sở giọng lại từ xa, đứt quãng như bị ngăn cách bởi một lớp kính mờ. Người đàn ông đáp, ồ một tiếng, rồi hỏi từ hành. Vợ tôi hỏi, anh có chuyện gì? Người đàn ông dường như cố ý, nhưng giọng điệu lại rất bình thản không để lộ chút sơ hở nào. Lòng ngực của từ hành phập phòng dữ dội. Anh há miệng, nhưng cuối cùng vẫn cướp máy. Bằng lãnh đạo công ty, có ý định bãi nhiệm từ hành. Từ hành bất ngờ không biết phải làm gì. Những năm qua, anh chỉ biết chơi bời, chẳng ai muốn giúp anh. Dường như mọi người đều tôn trọng thi sở hơn. Ngay cả Lâm Hiểu Yên, khi nhìn thấy sự xa xúc của anh, cũng không nhịn được mà lạnh lùng buông lời. Chị thi giỏi hơn anh nhiều. Từ lâu em đã nghĩ, từ hành, nếu anh không có gia thế, anh nghĩ anh có tư cách gì đứng đây? Em không giống như chị Thi, em không yêu anh nhiều đến mức điên cuồng, lao đầu vào làm việc để anh trở thành kẻ ăn không rồi rồi. Có lúc em nghĩ, việc anh và chị Thi ly hôn là điều tốt, chị ấy vừa tài giỏi vừa có năng lực, còn anh chỉ là gánh nặng của chị ấy mà thôi. Chẳng bao lâu sau, Lâm Hiểu Yên cũng nộp đơn xin nghỉ việc. Từ hành không còn là chỗ dựa mà cô ta có thể trông cậy vào nữa, cô ta cần tìm một bệ đỡ vững chắc hơn. Từ hành mỗi ngày đều tự nhốt mình trong văn phòng. Anh nghĩ đến thi sở. Hóa ra anh không mạnh mẽ như anh tưởng. Từ hành mở máy tính lên. Trang chủ tràn ngập tin tức về thi sở và hình ảnh của cô ấy. Thi sở tài trợ 500 triệu cho cuộc thi CS suýt bị loại khỏi quốc gia. Thi sở cho biết đó là ước mơ từ đầu của cô. Thi sở là vị hôn thê của Du Mộ Tức, một sự kết hợp hoàn hảo. Từ hành nhìn chăm chăm vào những dòng tiêu đề đó. Trong hình, thi sở mặc một bộ vest đen, đứng bên cạnh du mộ tức. Trên khuôn mặt cô là nụ cười ngọt ngào mà từ hành chưa từng thấy. Hóa ra, cô thực tập sinh bé nhỏ mà anh chưa bao giờ coi trọng, lại chính là vị tổng giám đốc trẻ tuổi và giàu có nổi tiếng. Để được ở bên thi sở, anh ta sẵn sàng giấu đi thân phận thật của mình, khiêm tốn và đầy tài năng. Giờ đây, từ hành mới nhận ra rằng dù không mặc váy, thi sở vẫn xinh đẹp và thanh lịch. Một vẻ đẹp thoát lên từ sự tự tin và bản lĩnh của cô. Cô không cần sống theo bất kỳ tiêu chuẩn nào mà anh từng đặt ra. Từ hành mở đoạn video phỏng vấn, phóng viên cầm micro, chân thành khen ngợi người phụ nữ thanh lịch, tỏa sáng trên sân khấu. Thi tổng có thích chơi game không? Thi sở lắc đầu. Tôi không biết chơi. Phóng viên chớp mắt vậy chắc là cô rất thích một tuyển thủ eSports nào đó. Thi sở do dự một lúc, từ hành tưởng rằng cô sẽ không trả lời, nhưng anh thấy cô chỉ ngập ngừng trong chốc lát rồi gật đầu. Đã từng. Ngay sau đó, cô quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh. Giữa đám đông, cô khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng lòng tay vào bàn tay rộng lớn của du mộ tức, khóe mắt cô cong lên. Nhưng tôi nhận ra rằng người có tài năng thì nhiều vô kể, chỉ có những người tôn trọng tài năng của mình và kiên trì theo đuổi mới thực sự đáng để yêu mến, hy vọng các tuyển thủ tương lai có thể làm được điều đó. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên bàn làm việc, Từ Hành đưa tay luồn vào mái tóc rối bời, anh khóc không ngừng. Hậu ký đây là công ty thứ N mà thi sở mở tại châu Âu. Dù mộ tức chạy đến nói với cô rằng anh đã mua lại cổ phần của từ hành với giá thấp nhất, tất cả bất động sản của từ hành đều đã bị anh ta thế chấp. Dòng do một hồi, những thứ anh ta đánh mất cuối cùng lại quay về tai thi sở. Thi sở bất đắc dĩ lắm. Cô không cố tình làm khó từ hành, nhưng nếu anh ta không biết nắm lấy cơ hội thì cũng không thể trách cô được. Thấy Thi Sở không cười, Du Mộ Tức nghĩ rằng cô đang tức giận, liền rón rén kéo áo cô. Anh không cố tình làm khó đâu. Thi Sở bị dáng vẻ quốc ức đó của anh làm cho buồn cười. Cô không nhịn được mà kiển chân ôm lấy cổ anh và hôn nhẹ lên môi Du Mộ Tức. Từ khóe mắt, cô nhìn thấy bố mẹ anh đang dịu nhau từ từ tiến lại gần. mau đối xử tốt với tiểu dụ của chúng tôi đấy, mẹ anh nghiêm khắc nói với cô nhờ vào sự khéo léo của du mộ tức khi sở đã hóa giải được mâu thuẫn với bố mẹ mình kể từ đó mẹ cô đặc biệt yêu quý du mộ tức mỗi khi nhìn thấy anh bà đều cười không ngớt tiểu dụ của chúng tôi thật tốt bà liên tục khen ngợi Thi sở nhìn chiếc nhẫn đính kim cương trên ngón áp út của mình nụ cười nơi khóe miệng khó mà giấu được du mộ tức tiến lại gần tiếp nối nụ hôn ngọt ngào ấy giọng nói mềm mại ngọt ngào vang lên anh vừa mua được một chiếc dòng cổ đá sapphire bà phu nhân ít ít từng sở hữu trong buổi đấu giá, tặng cho em. Em yên tâm, anh sẽ không như người nào đó đâu. Thi sở mở miệng thì bảo phí tiền, nhưng nụ cười trong ánh mắt cô không thể nào che giấu được. Suy cho cùng, ai mà không thích tiền chứ? Dù sao thì, dù mộ tức có thế nào cũng chỉ là phù vân. Cô chỉ biết rằng từ giờ cô nhất định sẽ yêu bản thân mình nhiều hơn cả trước đây câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi xin cảm ơn các bạn đã cùng lắng nghe với mình nhé